nhưng tôi đi làm là tôi chơi là phải mất tiền đi đúng không? Xin chào tất cả anh em. Thằng chủ lô chủ đề nó có đi chơi đâu. Tất cả anh em, đây là món cá quả một lắng ở bia ơi. Mình đi đánh nô là mình chơi. Thì đừng có mang tiền về. Mọi người nhìn này. Cá quả một lắng nhá. Ở bia ơi Mr. Sinh. Hiểu cái từ đấy. À bia ơi. Ở đâu công làm ăn đi nào tôi không biết. Công làm ăn là phải mang tiền về. Nếu mà không sang thì chơi là mất tiền. Vì ông chơi được chơi mà. Được chơi cũng được vui. Ông thích cái trò chơi của ông của nó này. Mà ông mà lại chơi mà lại mang tiền về thì ông đừng có nói từ chơi, phải nói từ đi làm. Mình phải xác cá quả một lắng nhá, phải chuẩn cái từ nói cá quả một lắng để từ cái từ